Connecticut đó các bạn, ở bên tiểu bang Connecticut cũng không có thuế luôn nha. Đó, mình mua đồ ăn nó không có thuế đồ ăn nha. Wow, sung sướng chưa? Mình đang ở đâu đây? Hiện nay là mình đang ở Stratford á, Connecticut á. Trời, đâu có bão hay là gì đây nè. Mình đang ở tiểu bang Connecticut đấy. Cái xe phải mở emergency đèn nè. Wow, giờ mình vô New York rồi đó. Từ Connecticut đó, giờ đi vào New York nè. Wow, vừa vô New York cái là trời nắng đẹp luôn ha. Đó này là White Stone Bridge nè. New York đó. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mình đang ở trong trong tiểu bang New York này các bạn. Thì hiện nay mình đang đi qua cái thành phố Manhattan của New York. Manhattan là tự nhiên là thành phố mà giàu có rồi, rất là vui nhộn, thành phố mà never sleep. Thì ai mà tới New York chơi là phải ghé qua thành phố Manhattan của New York đó để viếng thăm, tại vì thành phố này rất là đẹp, rất là nổi tiếng ở đây. 2 năm trước thì mình lái RV qua đây thì mình vô Manhattan không được tại vì kẹt xe rất là nhiều. Thì năm nay mình thử lại lần nữa nha các bạn. Hôm nay hy vọng là nó không có kẹt xe. Thì ngày xưa mình học ở bên New York University á, mình ở New York 4 năm. Cho nên là mình biết được cái trong Manhattan á là cho ăn uống như thế nào, rồi cuộc sống không biết là đường xá như thế nào. Cái này qua Co-op City là Boulevard nè. Đó, này là George Washington Bridge nè. New York City này các bạn rất là lớn nha. Nó có 5 cái gọi là borough. Thì 5 borough của New York City á là Manhattan, The Bronx, The Queens, Brooklyn với lại Staten Island là 5 cái borough của New York City đó. Đây là đủ mọi thành phần hết. Hả? Dơ thì dơ đó nè. Cho các bạn coi kỹ một góc độ khác ở New York đó. Đây là cái vùng Harlem nha các bạn. Đây là Harlem với lại The Bronx. Một trong những khét tiếng á, là tội phạm nhiều nhất nha các bạn. Mình thường lái xe, mình ngồi, mình lái xe thoải mái lắm. Hôm nay lái xe quá là căng thẳng luôn á. Tại như vùng này, lái yếu mà không lái được. Đúng rồi. Trời, đang coi, thì mình đang lái xe mà mình sợ mấy chạy xe đạp mấy. Đúng rồi. Quá, mà ở đây phải cẩn, ở đây phải cẩn thận nha, ở đây. Đây là The Bronx đây là ngày xưa là khét tiếng, là tội phạm luôn đó. Ngày xưa mình ở đây đó các bạn, ngày xưa mình ở The Bronx, xong bắt đầu mình ở 4 năm á, mình ở nhà một người bạn để mình đi học á, xong rồi mình lấy subway mình đi lên Manhattan để mình học ở New York University ở đó Bronx River Avenue đó. Ở đây thì hệ thống á, ở đây là tiện nhất á, là đi hệ thống subway nha các bạn. Mà ở đây á, là ngày xưa mình ở 4 năm mình không có đi xe nha, cho nên nó tiết kiệm tiền lắm, không phải tốn xăng, không cần phải mua bảo hiểm xe gì chơi luôn. Mà đi xe ở đây thì rất là bất tiện, nó kẹt xe ghê lắm. Khi mình xuống Manhattan á, ở đây thì ok nè, nhưng mà các bạn xuống Manhattan là rất là kẹt xe luôn. Cho nên ở ai mà ở New York này á, thuận tiện nhất á là đi subway. Các bạn đi ra phía trường, các bạn đi chung quanh thành phố bằng subway hết, rất là tiện luôn, nó không kẹt xe. Đó, đây là Bronx. The Bronx thì nó hơi ghê đầu nha các bạn. Đây là cầu xá đường, tại vì New York đông đúc không. Đây đường xá làm, các bạn thấy mấy cái freeway đang làm đó. Wow, hay quá ha. Làm xong là nó bắt qua. Thì cái The Bronx này á, nó là cái khu vực mà nghèo nhất á của cái tiểu bang New York này nha các bạn. Nhưng mà cái tội phạm ở đây thì rất là cao. Đó, các bạn đang tham quan thành phố Bronx á của New York đó. Thì Bronx này là khét tiếng về tội phạm nha các bạn. Yeah, như là drug dealer, tức là bán thuốc phiện, rồi như là mấy cái cửa hàng á, nhiều người cửa hàng hoặc làm nail gì đó, nó vô, nhiều khi nó cướp á. Nhất là những người Việt Nam mà ở đây nè các bạn, mà có tiệm nail á, như bạn bè của mình á, người ta có tiệm nail đây các bạn, thì họ bị vô xong rồi bị dí súng, nó cướp tiền hoài à. Ừ, vậy mà người ta vẫn ở đây hay thiệt luôn á. Ok, thì hy vọng hopefully.
bốc lì mà tại vì kẹt xe ghê lắm. Ờ đó, đi đây nhớ lại cái mấy cái mình là Grand Concourse nè. Thì ngày xưa mình ở đây thì mình rời tiểu bang New York này là 12 năm trước rồi, tức là vào năm 2012. Thì hôm nay là mình sẽ hy vọng là mình sẽ có dịp mình lái RV nào vào bên trong Manhattan để thăm lại cái thành phố Manhattan. Thì Manhattan đẹp nhưng mà cái vấn đề là kẹt xe ghê lắm các bạn, rất là đông luôn. Hy vọng có chỗ đậu xe dắt ra gia đình đi xuống Bronx, Times Square không được. Thì khi vào New York City á, là các bạn sẽ thấy là mấy cái building rất là nhiều, và những cái mà nó gọi là skyscraper đó, những building chọc trời đó, rất là đông đúc luôn á. Các bạn thấy New York này như vậy đó, sầm uất vậy đó, rất là sô bồ, rất là fast paced. Đó là Yankee Stadium. Đi đây, đó, chị đó em, nó vẽ hai đường cho em đó. Xá đây nè, coi. Look at all the graffiti. Graffiti á, nên nó vẽ đầy luôn á. Ở đây là như là tùy cái vùng nha các bạn, cái vùng nhiều cái bên Bronx á, The Bronx á thì nó cũng có mấy khu mà nó giống như bên Vancouver mà người ta homeless nhiều lắm. Xong rồi chích choác đầy luôn đó nha. Giống bên San Jose vậy đó. The Bronx là như nổi tiếng đây luôn. Mình cũng hên ngày xưa mình ở The Bronx á các bạn, mình sợ lắm. Mình cứ đi học đi lấy subway đi xuống New York University á. Học xong rồi cũng hên là không bị trên hết. Đây tại vì homeless nè, rồi drug dealer nó nhiều lắm. Rồi nó trộm cắp nữa. Bạn mình nó bị lấy súng, nó lấy tiền. Rồi mấy người bạn mình có tiệm nail á các bạn, nó vô nó lấy dí súng rồi nó cắp tiền, nó cho đưa tiền cho nó. Cũng 2-3 lần rồi đó. Sợ như 2-3 lần rồi. Giờ mà người ta vẫn ở đi quen nha, hay ghê luôn nha. Giờ mà người ta không đi thì ở thời gian sau rồi thì nó bắt mới mua thì bằng khác thôi. Cho quẹo anh ơi. Gì? Không cho quẹo. Ờ vậy hả? Ờ rồi, tao cũng quẹo nè. Mà chào bạn. Gì? Để nôi, ơi, đường xá đây á chật hẹp mà rất là khó đi nha các bạn. Cho nên đi đây phải dòm đường kỹ lắm á. Tại vì mấy đường cái vạch nó vẽ nó không có rõ ràng lắm. Mà ở New York này các bạn thấy là cả đường mấy cái cầu rất là nhiều nha. Mà cầu cũng rất là đẹp nha. Con đó. Không, mình phải ngồi đây, mình phải chỉ cho cô thư ký đi các bạn. Phải coi đường đó, cho cô thư ký đi á. Cái đường xá đây thì rất là ổ gà rất là nhiều nha. Đường xấu á, thì đây những cái địa bàn ngoài Đông Bắc á, thì đường xấu vậy lắm. Nó hay bị nhiều ổ gà lắm. Ừ, đường xá đây là như là mùa đông á, nó tuyết ghê lắm. Nó cao đường liên tục cho nên đường dây nó hư, nó dở, nó xấu lắm. Ở đây là mấy cái condo á, condo với lại apartment á, mắc lắm nha. Một cái phòng nhỏ thôi nhá, một cái phòng chỉ có 1.200 square feet thôi mà mình phải trả 2.800 cho đến 3.000 đô la Mỹ một tháng á. Ở Manhattan này á, là ai mà làm income 80.000 đô một năm á, là consider là low income nha các bạn, consider nghèo đó. Mình đang chia sẻ thực tế, các bạn đang coi theo dõi mình đi qua bên tiểu bang New York này nha các bạn. Thì bây giờ mình đang đi xuống Manhattan lần thứ hai, mình thử một lần thứ hai mình xem coi mình xuống Manhattan coi được hay không. Quý kiến cũng chưa có xuống Manhattan nữa nè. Đây là Harlem nha các bạn, Harlem nè, River Drive South đây. Đường xá ở bên New York này rất là xấu, tại vì đường nó lạnh lắm các bạn, ở New York nó lạnh lắm cho nên tuyết nó phủ sớm lắm. Tháng 9, tháng 10 là bắt đầu tuyết nó rớt rồi, là bắt đầu người ta cào đường thì nó hư đường. Mà đây ở địa bàn này rất là lạnh, mà đường xá rất là chật hẹp, dân cư đông đúc nhộn nhịp lắm. Ở đây đủ mọi thành phần hết, tội phạm rồi đủ mọi thành phần luôn nha các bạn. Giàu có, nghèo có, rồi homeless, những người vô gia cư rất là nhiều ở đây luôn á, giống như bên Cali vậy đó. Các bạn thấy không, đó xe là tôi đậu hai bên đường, mà để đậu mà ở đây nó đậu hai em nhau, sát mà nó vô parallel parking. Ở đây tôi nói là pro luôn á, coi nè mấy cái xe parallel parking các bạn coi, nó đậu nè sát luôn rồi, mà đậu nó vô hay lắm nha. Mà bên đây là hút đất nè, như là chuyện bình thường. Cho nên ai mà đi mấy xe mà đời mới mà xe sang trọng mà đậu đây là sót lắm. Tại đây các bạn thấy không, đậu xe sát nhau như vậy nè, mà nó nẻ chưa. Thật ra cái chỗ này thì nó không có sát lắm nha,
Nhưng mà cái nhiều chỗ mà The Bronx luôn á, trời ơi, các bạn thấy là nó đậu xác luôn á, xác khít luôn á. Ở đây nhà thầy thánh nhiều lắm. Nhà thầy thánh nhiều lắm. Cái khu vực này rất là phức tạp nha các bạn. Nhà thầy Tinh Lành nữa. 500 feet hả? Yeah. Trên kia. Dạ. Yeah. Từ ở đây đi bộ nhiều lắm nha. Ở đây đụng non cái một lần ăn vạ liền nè. Yeah. Đang ở Harlem á. Đi vào trong Manhattan là hôm bữa là mình cũng tới đây rồi, xong rồi định vào Manhattan nhưng mà vào không kịp, không nổi các bạn. Nhà xe đông cứng ngắc luôn. Mấy khu vực này người đi bộ nhiều lắm mà rất là nguy hiểm, mình phải coi kỹ đó. Đó, Harlem Nail Bar kìa. Đó, tiệm nail còn có đó. Cái khu này, Harlem này á, thì các bạn nhìn đây thì nó giống như chân Bronx. The Bronx là nhìn vậy, giống nhau vậy đó. Ở đây mễ với lại mấy đen nó nhiều nha các bạn. Harlem với lại bên The Bronx á, rất là nhiều luôn. Mà cảnh sát ở bên New York rất là dữ nha các bạn. Mấy cái chỗ mà nó đề là no parking hay gì đó, nên mấy cái lên nè, các bạn chỉ đậu vô đứng đợi thôi, mà nó thấy các bạn nó chạy qua nó cho tất cả lên tại chỗ luôn, nó không có cho warning gì nha. Đó, NYPD đó là New York Police Department đó. Đó, các bạn thấy mấy cái subway không? Đó, trên đây là các bạn thấy đang đến này, Harlem nè, 125 Street nè, đường Dr. Martin Luther King. Đó, cảnh sát đó. Đó, cái này là mấy cái subway các bạn đi lên trên đó. Thì ngày xưa là cà, mới là nó, mình mua cái này là MetroCard đó, các bạn đi các bạn cà cái một đó là bạn đi vô bên trong. Vô bên trong là 2 đồng rưỡi, mỗi lần mình cà như vậy á, mình vô bên trong. Gì? Ừ. Đây có đường ha. Đường rất là xấu nha, đường đây á. Gì? À ha. À, ở đây là cái gì, là graffiti, là ba cái tường chứ nó vẽ đầy luôn á. Ở đây luôn. Đủ mọi thành dây trên đây là đủ mọi thành phần hết. Giờ. Hả? Giờ thì giờ đó nè. Hả? Mà sao người ta vẫn thích ở đây không? Đó, đó để Manhattan Citadel. Đó, ngày xưa học ra mình ra trường năm 2012 nha các bạn, ở New York University á. 2 năm trước thường có ghé vào đây, nhưng mà định xuống thăm trường với lại xuống Manhattan, chờ cho thư ký coi Manhattan, cô thư ký chưa tới Manhattan với lại tới Times Square bao giờ, nhưng mà vô không nổi. Đi có 5 dặm thôi mà hết 2 tiếng đồng hồ. Thì mình phải quanh ra, mình phải đi về. Thì lần thứ 2 mình thử lại là mình lựa coi được hay không. Thì so far là mình thấy everything is good. Hôm nay là thứ 7 rồi, cuối tuần rồi, nhưng mà không biết thì sao. Thì thường ngày thường người ta đi làm, các bạn biết không? Ở đây lái xe rất là phiền nha các bạn. Nhiều khi mình đi có một dặm thôi á, mà các bạn lái xe phải nửa tiếng đồng hồ tới một dặm. Cho nên nó lấy mấy ở đây có, nó có cái yellow cab á, nên nó chở mình đi vòng đây thôi. Hoặc là các bạn tiện nhất á, ở đây ở New York á, tiện nhất á là đi subway thôi, là rất là tiện, không có bị sạc cái xe. Trước mình đó là NYPD đó, cảnh sát đó. Ở đây thì cảnh sát NYPD này họ tuần tra cũng nhiều, tại vì cái khu này, mấy cái khu này đó tội phạm cũng nhiều á. Ở đây thì nhân dân cư rất là đông. Hiện nay mình đang ở thành phố Harlem nha các bạn. Mình đang ở thành phố Harlem và đi xuống Manhattan, thì Manhattan nó cách Harlem khoảng tầm khoảng chừng 10 dặm nha. Này khỏe được không? Chưa, đợi đi. Đó. Ở New York thì nó đi mấy xe này chứ nè. À, cái xe này thì các bạn mình dùng cái MetroCard các bạn xài được nha. Ví dụ các bạn xài cái đó, các bạn lên xe bus đó, xong các bạn đi vô bên trong cái subway á, thì nó tính là một lượt nha, một lượt. Rồi, thank you. Ông nói là đây là New York cho nên đó hả, mình phải đợi hết chứ không phải là mấy cái tiểu bang kia là đèn đỏ là mình các bạn có thể qua phải được. Nhưng mà ông nói là New York là tại đứng các bạn phải đợi đèn xanh mới đi được. Đó, các bạn thấy không? Nè. Đó, đây là một phần cho các bạn coi kỹ một góc độ khác ở New York đó. Là thấy ông rác á, vừa vậy đó. Nó không có thua gì cái năm trước mình tới năm vừa rồi mình tới Vancouver mình cho các bạn coi đó. Chết chết nghìn ngập vậy đó. Thì đây là cái vùng Harlem nha các bạn. Đây là Harlem với lại The Bronx, một trong những khét tiếng á, tội phạm nhiều nhất nha các bạn. Và đi đêm này rất là nguy hiểm nha. Đi đêm đây thì thường thường là không có nên đi đêm ở đây. Đi đêm mà không có ai á, mấy cái đường vắng vẻ, mấy cái ngõ hẻm mà vắng vẻ đó,
với nhiều nhiều đông đông người đi thì không sao hết. Đó bạn thấy rác nó quăng như vậy đó. Giống như chàng cái Vancouver mà cái khu mà khu nghỉ ngập mà hôm bữa năm vừa rồi mình đi á. Ở thì Vancouver, Canada. Thì mấy khu vực mà The Bronx với Harlem là mỹ đen nhiều cho nên mỹ trắng người ta đi hết các bạn, đi xuống Manhattan đó. Tất cả các con đường này là ngày xưa là mình ở đây 4 năm là khi mình đi lên subway á, mình đi qua mấy cái này, mình tham quan mấy cái này mình cũng biết rồi, cho nên mấy đường này mình đi mình nhớ lại ha. Nhớ lại cách đây mười mấy năm về trước ấy. Đó các bạn thấy là thùng rác nó đẻ vậy đó. Thì thùng rác họ cứ đẻ bên lề đường á, xong có xe tới nó lấy các bạn. Đó bên kia rác kìa. Quá trời ha. Rác này đầy bên đường hả? Rất là dơ dãi nha. Tại vì đông lắm, tại vì đây dân số rất là đông. Mà người ở đây nó gọi là metropolitan mà. Cái khu này nó gọi là khu đô thị mà giống như là tất cả các người trên thế giới ta ở đây mà, tập trung ở đây mà. Tàu Việt Nam, rồi Đại Hàn, rồi đủ thứ mọi người trên thế giới luôn hả? Đây đúng là hợp Trung Quốc là đúng luôn nè. Cái khu này lái yếu mà không lái được. Đúng rồi. Đang coi thì mình đang lái xe mà mình sợ mấy cái xe đạp mấy. Ừ, đúng vậy. Mà ở đây phải cẩn, ở đây phải cẩn thận nha. Ở đây nó đụng nhẹ thôi là nó ăn vạ nha. Thì các bạn nha. Dạ, nó ăn vạ để lấy tiền á. Mình hỏi đường thôi, nó không lấy tiền đó nha. Mình hỏi đường xong, hỏi xong nó kêu ok. Mày đưa tiền tao. Tại vì đây làm cái gì cũng nó giống như cái business. Cho nên ở đây là cái gì cũng tiền, tại vì cuộc sống đây rất là fast pace nha. Cuộc sống đây rất là sobo. Như là vật chất nha. Tự nhiên là mình không có bơ đứa quả nắm thì có người này người nọ, nhưng mà phần lớn đó nha các bạn. Ở New York là phần lớn là như vậy, tại vì đây cuộc sống của tao bận chen lắm. À, đúng vậy. Thì ở đây á, thì phần lớn là ở mấy người dân ở đây The Bronx, The Harlem ở đây là các bạn. Thì phần lớn á, là mỹ đen với lại mẻ nha. Châu Á mình cũng ít lắm. Nhưng mà ở Manhattan á, Manhattan là cái chỗ mà sang á, cái chỗ mà khu sang thì mỹ trắng nó nhiều. Thì các bạn thấy cái khu vực nào mà mỹ đen nhiều quá là mỹ trắng từ từ nó kéo đi hết à, nó kéo đi chỗ khác hết à. Tại thường mỹ đen nhiều là tội phạm nó cao á. À, đây là mình từ đây mình Manhattan nó cách khoảng chừng 8 dặm nữa nha các bạn. Hôm nay thứ bảy nè, hôm nay chắc là không có kẹt xe nè. Đó đằng trước mặt đó là xe xe đó, nó là Manhattan nằm trên đó đó. Đó thì hy vọng là cô Duy Ký mình hôm nay sẽ được tận mắt chứng kiến cận cảnh cái thành phố Mã Nhật Tân nha, là thành phố thủ đô của thế giới luôn á. Mình thường lái xe mình lái xe thoải mái lắm, hôm nay lái xe quá là căng thẳng luôn. Gì? Tại người phải không? Phải ngồi vậy lại really pay attention. À hả? Là các bạn phải cảm ơn cô Duy Ký mình nha. Năm nay kỳ này là cô Duy Ký mình lái xe nhiều hơn mình á. Thế là hơn là 60-70% để cho mình quay video, mình làm video cho các bạn á. Lái vào những cái chỗ khó khăn không? Cái chỗ này á là sáng rất là lái xe rất là tập trung nha. Tại vì đường, nhất là các bạn thấy đường rất là nhỏ. Đường rất là nhỏ mà nhiều khi vô cái chỗ nó chỉ có one way thôi đó. Đó. Mà người đó, bạn thấy không? Người xe bộ đó bạn thấy không? Rác rưới vậy nè. Nó để đây nè, ngoài đường. Đó, xe đạp đây là coi như là mặc dù á nó có cái lane riêng của nó mà, giống như người đây người đi bộ thì xe đạp nó có làm gì làm nha, nó đi bộ vậy đó rồi đó, thấy không, nó bước qua đường kia rồi, cho nên mình đi mình đụng nhẹ họ thôi là họ nằm ăn vạ liền à, cho nên nó khu này nguy hiểm lắm, ăn vạ để họ lấy tiền á, các bạn đụng nhẹ họ, các bạn phải đưa tiền cho họ là họ im mà họ đi thôi. Vâng, thưa quý vị, các bạn, cho một SS lần thứ hai đã tới New York và đang đi lần nữa, là muốn chia sẻ trải nghiệm cho với các bạn đi cho các bạn khám phá thành phố Manhattan, là thành phố mà nổi tiếng, nó không những nổi tiếng của New York mà nổi tiếng của thế giới, thì tất cả các người dân ở tất cả các nước khác trên thế giới người ta cũng muốn một lần trong đời người ta tới thành phố Manhattan để người ta trải nghiệm thành phố Manhattan nó đẹp như thế nào. Tại vì thành phố Manhattan đương nhiên là tất cả các tòa cao cao ốc chọc trời luôn. Nhiều người ta ở Manhattan là người ta chưa thấy mặt trời mọc bao giờ, tại vì đây là những nhà cao ốc đó, các bạn chọc trời cho nên đâu có mặt trời đâu, cho nên nhiều người ta đi làm sáng thì mặt trời chưa lên, tại vì cái viên nó che rồi. Trong tối người ta đi làm thì mặt trời đã lạnh rồi, cho nên đó nguyên nhiều người ta đây cả đời người ta đi làm người ta không thấy mặt trời mọc và trời lạnh bao giờ luôn á.
đó là ở ở khu Manhattan như vậy đó. Thì hy vọng là mình sẽ đi vào trung tâm của Manhattan, mình chia sẻ cho các bạn cái thành phố Manhattan, thì bạn New York nhìn thế nào, và đồng thời là Times Square nữa các bạn. Times Square là khi các bạn ở trong đây là Times Square rất là đẹp. Thành phố này gọi là Manhattan, thành phố nó gọi là the city that never sleeps, là đúng luôn đó, không bao giờ nó ngủ, lúc nào cũng sầm uất hết, từ sáng đến tối các bạn đi lúc nào cũng thấy người đi đi bộ cái thành phố này, mà rất là vui. Ngày xưa mình ở đây 4 năm thì nhiều khi mình buồn đó các bạn, mình xuống Manhattan, xuống Times Square mình đi bộ cũng thấy vui đó, người ra vô đèn là rất là rực rỡ luôn đó. Rác à. Mà lối sống, cuộc sống của bên New York này rất là cao nha các bạn nha, rất là cao. Thì bây giờ hiện nay là người ta nói là cái mà thu nhập trung bình ở đây là phải là 115.000 đến 120.000 thì mình mới sống ở đây, nó gọi là sống ở đây ok. Đó, còn các bạn mà làm dưới 100.000 nó sống ở đây thì nó gọi là low income. Các bạn ở Manhattan á thì Manhattan khác nha. Ở Manhattan thì lối sống nó cao hơn. Ngày xưa ở Manhattan á, là người ta nói là 80.000 đô một năm á, nếu thu nhập của mình á, là mình cần chia là người nghèo. Đó, nó gọi là mình là người nghèo, mình sống nổi. Cái ở Manhattan á, cái lương phải là ít nhất phải là 120.000 đô thì mới sống được, tại vì cái tiền rent á, ở bên Manhattan rất là mắc. Một cái phòng nhỏ xíu à, một xíu ở 900 cho tới 1.200 square feet thôi đó. Hiện nay là phải 3.000, 3.500 một tháng. 3.500 một tháng. Nhưng mà đồ ăn thì thường nếu mà các bạn nào mà ở châu Á mình thì người ta xuống Chinatown. Chinatown ăn thì đồ ăn nó rẻ. Còn hiện nay bây giờ mình không biết là sao nữa. Bây giờ mười mấy năm rồi. Các bạn thấy ở đây bên New York các bạn thấy Yellow Cab, cái này gọi là Yellow Cab, rất là nhiều nha, taxi vàng á các bạn, rất là nhiều. Các bạn tới cái quắc cái bộ ta là tới nó chở các bạn là đi từ đây đến đó thôi, chừng các bạn cứ chạy đâu chừng 3-4 đồng vậy đó. Chặt luôn. Đó, năm vừa rồi mình đâu tới chơi đây được đó các bạn, năm vừa rồi mình mới vùng ven thôi, mình mới vừa đi vào là kẹt xe cứng ngắc luôn. Thì năm nay là mình đi được chút xíu cho các bạn này nè, mình mừng rồi đó. Thấy không, kẹt xe đó đi từ từ sợ cái tai kiến á đập vô mấy cái này thôi. À, người đó đi bộ đó. Đó các bạn đang coi cái hệ thống sắp quay ở trên đó. Ở đây là mình đang đường, đây là đường đi bình thường, xe bình thường. Ở trên đó là hệ thống subway, ở dưới đất cũng có hệ thống subway luôn các bạn, dưới lòng đất của mình á. Ở đây subway là coi như là trên mặt đất và dưới mặt đất luôn á. Đó. Đó là above ground and underground. Cho nên ở đây cái hệ thống subway này nè, một ngày á nó thu cả mấy trăm triệu đô la nha các bạn. Nói về subway là New York này đứng hàng đầu. Nước Mỹ. Tại vì ở dưới underground của nó là coi như là cái hệ thống subway của nó là chằng chịt và rất là phức tạp luôn ở dưới đây nè. Thì ngày xưa các bạn tới đây các bạn mua vô trong cái subway station đó, nó bán cho bạn nó gọi là cái MetroCard màu vàng á. Cái MetroCard giống như cái thẻ credit card vậy, nó mỏng. Đó, xong rồi các bạn bỏ tiền vô đó, các bạn vô trong cái subway các bạn cà cái là nó mở cửa ra, các bạn đi vô trong đó. Là các bạn đi từ đây cho tới tất cả các thành phố của nó được. Nhưng mà khi bạn ra khỏi subway các bạn vô lại các bạn phải cà lại. Nhưng mà nó cho các bạn chuyển nhượng sang một cái shuttle. Ví dụ như các bạn dùng cái shuttle đó, các bạn lên các bạn cà cái shuttle nó chạy, nó chở các bạn cái subway. Xong tới cái subway đó các bạn đi xuống dưới, các bạn vô trong đó thì nó tính là một cuộc. Tức là một cuộc cà như vậy á, là một cái shuttle với lại một cái trong cái subway. Subway của nó thì có thể là underground hoặc là above ground. Thì tùy hệ thống ở đây là rất là phức tạp, rất là chằng chịt, mà các bạn một ngày bây giờ cả bao nhiêu triệu người hành khách, tức là khách du lịch rồi khách ở đây, khách ở New York các bạn biết không, là người ta dùng cái hệ thống subway mỗi ngày cho nên ra vô rất là bận rộn. Thì thu nhập ở đây cả mấy trăm triệu subway thôi không thôi đó, là nó sống nhờ cái đó, nhờ cái tourism, nhờ cái khách du lịch đấy các bạn, với lại hệ thống subway của nó là nó làm cả mấy trăm triệu đô la một ngày đó. Ở đây mà cũng có hãng Lexus đây nằm ngay đây nè. Đây lá hiếu về cái vùng này là bọ quẹt nè. Tự nhiên. Đó, New York City kìa. New York City đó. Đó là cái Davidson đó. Xe Harley á, cái nó gọi là Harley á, Harley điện Davidson đấy. Đây là New York City. Manhattan nó nằm trong cái New York City này nè các bạn. Đó, đây là một số hình ảnh cho các bạn coi theo dõi New York City như thế nào nha. Như New York là phải chuẩn bị tinh thần rồi này kia dữ lắm
À, xe đường xá ở đây vừa chật hẹp đúng không? Đường xá rất là xấu ha. Mà qua cái nguy hiểm nhất là người đi bộ với lại người xe đạp ha. Nó đi nó đi nó không có dòm với người đó là mình phải dòm họ. Chạy xe của mình bự á. Ừ. Cứ chen la nó qua bên tay phải vậy, nó không biết là nãy giờ chứ không biết cái thằng ngoài sao thế nào, chắc nghĩ chắc nó lánh quá hay sao. Mình cứ đồng mình chạy thôi. Ừ, ở đây mà đụng cái là nó vạ lên đó, nguy hiểm lắm. Thì New York City này nó rất là lớn các bạn. Thì ở đây nó có cái nó gọi là boroughs, five boroughs. Thì Manhattan đó là một trong năm cái borough của New York City này. Còn mấy cái hãng xe đây nè, chỗ mấy hãng xe ở đây chắc over hết, mắc dữ lắm ha. Xe à? Có xăng ở đây bao nhiêu, có đủ xăng? Xăng đây rất là mắc nha. Mình còn bao nhiêu vậy, mình còn 135 mile phải không? À ha, tiếp đổi xăng mình ra khỏi đây, mình đổi xăng, xăng đây là mắc à. Xăng đây mắc lắm. Đó, hãng Ford nè. Đó, LaGuardia Airport nè. Brooklyn, Staten Island nè. Con đường Broadway là con đường nổi tiếng ở bên Manhattan. Tại vì tất cả các trung tâm du lịch activity nằm chung ở đó. Ở New York City này là chuột thì rất là nhiều nha các bạn, rất là nhiều luôn á. Broadway, Roosevelt Avenue. Ở đây đường nó rất là chằng chịt, nó khó đi dữ lắm, nó khó lái xe ghê lắm. Cho nên là vừa lái xe mà vừa ngắm cảnh là thôi, miễn bàn đi. Ở đây đi bộ nguyên một đêm á, chả có mệt luôn. À ha, rất là vui. À ha, đúng rồi, Grand Central đó, đó, Grand Central Parkway là nó đó. Là Grand Central Parkway là cái trung tâm của nó đó, Manhattan. Tập trung Grand Central. Từ đó em đi vòng Manhattan xong hoặc là đi xuống Ford thăm Times Square thì Manhattan tức là cái 105 cái borough của New York mà nó giàu nhất thôi. Mà nghĩa là chắc cuối tuần chắc nó đã hả? Cuối tuần chắc không người ta không đi làm á. Ở đây có Home Depot, nó nằm ngoài ven nha. Nó nằm ngoài ven của cái Manhattan nha. Đó, Grand Central Parkway đó. Hôm nay thứ bảy buổi sáng không kẹt xe, mừng quá. Đó, đi về Astoria Boulevard. Boulevard Corporate Center. Đó, Grand Central Parkway. Wow, vẫn rộng rãi hả? Wow, đó bạn thấy xe ở New York là như vậy đó. Xe họ đậu hai bên đường. Ở đây là các bạn phải biết đậu parallel nha, parking nha. Nó để tới nơi kìa. Ờ à, đó. Thì đó, thì đây tới rồi, thì đây là Manhattan nè, bây giờ mình xem coi. Em có chạy coi. Chỗ này đậu đâu nè.